Hi, chào mọi người. Phải nói là rất là bận rộn. Nếu mà ai coi Sen Đá của Liên thì nói chung là Liên biết nói sao, là lúc nào rảnh Liên sẽ quay lúc đó, chứ không phải là làm phim hay edit gì hết. Đâm ra đi, thí dụ cây này nó even nó màu xanh đi hỏi thì nó cũng rất là đẹp, tại vì cái xếp của nó quá trời đẹp. Dáng này nó cong mà bị nó không có nắng, nó không đứng được, nó cứ nghiêng bằng bên. Tạm đi, đang nói về cái này. Cái này anh cắt bao nhiêu cây anh? Chắc một cây Em không biết, lấy chồng là em cũng mệt. thì mỗi cây có 3 cái 2 cái. Cái đó là mình không có cho nó phát triển nhiều, mình mà hối thúc nó chắc mình trồng Cái cây này có là lớn không? không có kịp đâu nha. Đây là cái bông của nó còn chưa nở trên cành. Thế anh quay giùm em được không? Em đi làm Bà chuyện chứ. quay chỉ rồi. No, em bận. Cái này là loại hiếm nè. Nhìn đẹp không? Loại này là loại mình sẽ bỏ vô một cái sẽ đẹp, nhưng mà giờ em chưa có làm được, giờ sao làm cho mọi người coi được. Anh quay đi, em đi lấy cái đất em Lên lên vùi vô lên cho. lên. Còn Em cái đi lấy cái này thao đất là em loại vùi bự vô. nè. Anh quay em đi lấy cái thao đất em vùi vô. Thì chờ chút đi, quay xong rồi. Thì là Đâu rồi, có mấy cái cây đâu rồi? Giống như cái này nè, nhỏ xíu nè. cái này Nhưng mà trồng được rồi. là này em cắt bên xoắn hay bắp bắp cải xoắn? Sẵn. Xoắn lần này nè. Nó đó, Hay chung. xoắn gì mà 2 cây một lượt hả? Ừ. Ờ, Nhỏ hai. lớn tôi cắt luôn. Nè, cái này mới hiếm của mình nè. Đây nè, đâu rồi? Đâu Đây là phút hiếm. dưới, không phải. Đâu rồi? Anh nói purple hả? Không, cái mà Purple có cái đó. thịt dư ở giữa. À, cục thịt dưa ở giữa hả? Bố bồ loại này nè. Purple là này hả? Wow. Thấy cánh không? Cái Khác á. giống cái em đang có. Nè, thể với coi cái lá này, này bự hơn nữa nè. Em đang có cái purple mini nè, bà thấy không? Là của Ủa đâu rồi ta? Korea đó, Cứ nó loại là thịt chuyên dư, nhỏ nó cái không lá lớn. thịt dư đâu rồi? Nó tiên đâu đây nè. Không. Nó ở trong có thịt dư. Đẹp không mọi người? Ý dồi. Cái đó nó ít hơn mấy cái này, nó không mạnh bằng. Hử? Không biết để đâu rồi. Trong đống này nè. Dở từ từ nó cong. Anh cắt cái bông hay là anh cắt cái lá hay là cắt cái thân Cái cây? thân luôn có luôn. Trời ơi. Ừ. Đẹp quá à. Chưa trồng mà thấy. Ai muốn tìm cây con? Đây hả? Anh nấu này bắp cải xoắn thôi. Chứ đây thịt dư màu tím này hả? Đó, đó. Oh my god. Đó, có 2 nhánh lần đó, còn đâu 1 nhánh nữa. Cái này là phải trồng Thấy cái liền lá hả? nghe lá không? Kiểu nghe lá nè, nghe đầu lá Ở nè. trong liền không, nó héo quá. Thấy không? Thấy thịt dừa không? Ừ, thịt Đó, dân mà nó có những cái phấn. lá kéo hoa hết á. Có phấn. Nói chứ cũng chua lắm cái loại này anh ơi. Cái đó ít ra lắm, cái loại kia thì là gì? Đa số là nếu mà nó mọc từ cây đó này nè, cây trên cây nè, có nghĩa là cây đẻ con á thì Lúc ra đẻ nữa nhưng mà cắt luôn. nó rất là mạnh. Sẵn làm lận lận. Còn cái này là dừa lá với bông thì nó là sẽ thành dạng yếu, trồng nó lại lâu lên hơn Nhưng mà nhiều. nó ra chụp đẹp lắm. Nhưng mà nên vấn đề điều kiện nó ra, anh hiểu không? Còn cái cây là mình biết chắc là nó ra luôn. Cây trên đẻ cây con là chắc ra, còn bông từ đẻ từ thân. Nếu như vậy, nhưng mà bông mà làm từ thân cây thì nó sẽ hơi khó. Chắc anh nghĩ là bao nhiêu cây trong này, chắc vài chục không? Hơn 20. Hơn 20. Ừ. Nội cái nội xoắn này em thấy anh cũng thành 2 cây rồi nè. Nhưng mà 2 cây thì thằng cây già này mau bự hơn cây này anh ha, cây con á. Nhưng mà tại vì anh chính sợ mất cái xếp 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 bự hả, nên anh tỉa luôn, Đúng ra nè nha. chứ không là Đúng ra để bự giống như mấy kia luôn cắt. bự lên thì mình cắt nó tốt hơn, mà tại vì quý cây bự hơn, tại cây bự trồng nuôi lâu quá mới được cái kiểu anh hả, thì mình mà làm nó vậy thì nó mất luôn cái xếp, rồi coi như là uống 2 năm Sáu. trời. 2 năm trời á, 2 năm là mình nuôi được cái cây đó. Còn cái cây này mà trồng lên rễ với lên thân cũng chắc cũng cả năm trời thì mới bừng. Có nhiều thơm già. Ừ.
Đẹp chưa? Mê quá. Còn bông nữa nè. Bông nó đẹp mà mình không có để được. Tại vì để nó nuôi bông đó, nó không làm rễ nhiều, nó không nuôi thân, nó tập trung nó nuôi cho bông nở rồi nó mới nuôi tới cái kia, nên ấy lắm mình phải chia ra hai cái này. Còn mình muốn mình cắm hết cái đống này lên nè. Có lá sẵn luôn á thì nó vẫn sống. Có nhiều khi nó ra rễ rồi nó ra cải con mà Alice chắc là nó phải lâu hơn mấy cái cây này nhiều lắm luôn. Thí dụ này 6 tháng mà mình cây rễ chắc cả năm trời không biết, mình trồng qua là cũng có lên như Nói chung thường. là trồng từ đây mà lên cây bự ấy, chắc chắn mất năm mấy. Chua lắm á cái bông á, nhưng mà nó quá đẹp anh ha, mình chưa chân mà nó đẹp quá trời. Em đi lấy đất dùi, em quay tiếp giùm em cái bông ngôi sao, bữa nay nó mới nở em mới lấy xuống. Xíu kêu một đứa vô coi giùm hai đem Starfish này nó mới nở. coi giùm xíu thôi. Cho mọi người coi tiếp, cái này là không có đẹp nhưng mà cho coi là tại vì Liên đang tắm mấy em bé đó, Liên mới vớt lên bớt hôm nãy Liên bỏ đầy thùng. Ây da, Liên ngâm từ nãy giờ mấy kỹ lâu hết rồi. À, lý do Liên nói cái này là Liên lo phải ngâm vậy là cái cây nào có phấn đó, thì mình cũng không nên ngâm. Nhưng mà tại vì ha, Liên tại vì nhà mình cỏ đó, mình sân mà mình không có ấy á, mà nó có nhện trồng nho đồ á, là nó đi theo nhện dữ lắm, là nó làm ổ á. Liên ngâm như vậy là nó sạch mấy cái con nhện á, mà nó chui ra hết rồi, nó lội cho nước, nó bò đi chỗ khác hay nó chết hay nó gì đó kệ nó. Nói chung là Liên phải làm sạch cái cây của Liên ha. Đó. Cái cây này thì Liên đã trồng được 2 năm rồi, hồi nãy cái bụi kia nó lên cây con, còn cái này Liên nó không có lên cây con. Đây đó là hồi nãy nhện gì với lại mấy cái gì ta, mấy cái trứng nhện gì nó cũng ra rồi, mình dội nước cho sạch, rồi lấy cái vòi nước á mình xịt nó lại, mình cho nó sạch lại. Nói chung là lâu lắm nữa mới làm một lần, còn mình làm thường xuyên thì mình không có bị cái đó đâu. Mình tại vì Liên, mọi người coi clip thì hiểu rồi, Liên rất là bận, với lại thứ nhất thứ hai rất là nhiều cây để lo đó, cây này vừa làm xong mà tới cái cây khác rồi. Thí dụ vậy. À, cái này là Erium nè, mà cái này Liên trồng lá rất là cứng, nếu mình trồng dưới đất nó to đó. Mà đây cái này là nó đang thuộc dạng chuyển màu đó. Nếu mình Liên không ngâm vô nước nữa thì nó sẽ chuyển vàng hết, chuyển từ từ nó đổi một cái màu, nhưng mà Liên phải làm sạch nó. Bây giờ Liên nó khỏe cái rồi mai mốt mình sẽ cho nó đổi vàng, mọi người thấy đẹp không? À, cùng một cái cây ở phía sau là Liên lấy ha. Cái giống này hồi đó mình mới chơi mấy năm trước đó. Nó thật là mắc, tại vì nó gọi là gì, nó lai ra đó chứ. Đây nè, thì Liên Liên cái cây này thật ra Liên có khi Liên ngâm mấy tiếng cũng không có chết đâu. Rồi cái bọn ngô cao rồi có đột biến rồi. Nó sao hả? Ồ, anh dịnh giùm em chút xíu. Em đang Đẩy lên đây thôi. ý là xích vô nó ngựa con gì, con mèo nó xuống hay gì nó không. Đây nè, cái cây này có phấn nè, đáng lẽ là mình không có nên ngâm, nó sẽ mất cái phấn, nhưng mà vì dơ vì nhện mình phải hy sinh nó chút xíu, nó mất đẹp nó còn hơn. Ok, mẹ vô liền là anh tiếp nè. Em ngâm cho nó sạch rồi. Lấy vòi nước, đáng lẽ phải vũ lại mà đang quay. Ở đây nè. Đó, cái này là lên màu nhiều hơn là bên này nè. Mọi người thấy hai cái Erium này nó giống nhau, nhưng mà đất với mình bỏ mình trộn với mình nó trồng á thì nó sao một cái nó ra đẹp, hai cái nó đều đẹp, nhưng mà em không hiểu sao em thấy nó hả anh hả, cái này nó tròn tròn á hả không. Nói chung nó thích ra làm sao không ra, nó Ừ, làm gì được. bởi vì mình phải quay lại để mình giữ, mình biết cái này em ngâm cũng lâu rồi, giúp em xong rồi em. Cây này loại gì nãy nó hybrid là loại giống như anh quên, lai tạo phải không, Người làm. người làm từ cái giống ngôi sao lá dài á mà nó ra lá ngắn. Nhưng mà cái này á, đặc biệt là để em coi quay gần cho mọi người thấy cái lúc mà đây giờ nó đang đổi màu, là nó đang ở ngoài nắng từ màu vàng nghệ bắt đầu nó qua lá đỏ, nó giống như ngôi sao lúc nào cũng nằm cánh rất là đặc biệt.
Bây giờ ở dưới này là lá này nó không có nắng, lúc mà nắng ở trên đó, nó lấy cái chân trước. Đây đó là bắt đầu nó đổi màu đỏ nha mọi người thấy nè. Quay cái này là hôm bữa một tuần trước Liên quay là nó vẫn còn chưa đủ màu. Bây giờ Liên bỏ trực tiếp nắng, mà cái chậu này thì cũng là rất là nhỏ mà lá rất là cứng. Cái này người làm mà nó ghép cái này cái kia, không phải ghép mà nó lấy giống gì đó thì nó làm ra cái này á, cái giống ngôi sao trước lá dài á, mà lá dài của nó đỏ cam. Cái này có thể đỏ nữa, đỏ bầm, đỏ đậm hơn á. Thì một hai tuần Liên mới phơi nắng nó thôi, bữa Liên mua ở kia thì nó còn lá non, nó xanh á. Nếu mà coi clip trước thì sẽ thấy được nó xanh, bây giờ bắt đầu nó đổi màu rồi, thấy chớp chưa đó, có những cái cây nó lên màu rồi là nhìn nó là không cưỡng. Không biết sao nhưng mà Liên rất thích, muốn nhiều khi bận rộn muốn dẹp nó mà dẹp không được, không lo. Nhìn nó mê quá không dẹp. Cái lá rất là cứng. Người ta nói Hàn Quốc nó sen á, cái này không thua gì đâu nha, rất là đặc biệt và rất là đẹp luôn. Cái này cũng sen hàng mà Liên cũng phơi nắng trực tiếp luôn đó nha. Nắng này là hình như cũng từ sáng đến chiều luôn á, không có. Đây nữa nè, đây là một cúc ngược. Mọi người thấy cái màu này không? Nếu mà thật sự muốn màu này á, thì là nó phải nắng trực tiếp phải tới 8 tới 10 tiếng luôn á. Từ sáng tới chiều là nó đã có nắng sáng nắng chiều luôn, tới giờ vẫn còn nắng. Hầu như là nó không có đứng nắng thì nó mới ra được cái màu này. Còn màu thật sự nó thì mọi người nhìn lúc mà nó thật sự rồi thì mọi người sẽ không có nhìn ra nó đâu. Tại nó rất là khác. Hai cái chai cái bông trong đó, mọi lần coi cái clip trước thì nó sẽ hồng, bây giờ nó đang hành hai màu, nó khỏe thì nó đang mọc thì nó xanh, nhưng mà Liên sẽ phơi nắng nó từ từ nó đổi lại, tại cái đó trong cái chai đó nó có trồng dưới đất nó nhiều hơn, lẹ hơn. Cái đó mình chỉ làm kiểu cho cái design của mình thôi, nên là mình không có cần nó nhiều cây trong cái bông, mình cũng phải cắt bỏ cái shape nó để xấu, tại vì mình nó sẽ đưa ra ngoài nó không có nằm sát cái cây, mình cũng cắt bỏ à. Năm ra mình sẽ phơi nắng nó để cho nó trở lại cái màu của nó, với lại không cần cây con nhiều, muốn mình lấy cây con mình trồng chỗ khác thôi. Cái cây này nó xương rồng mà nó cũng đổi màu rồi. Đây đó, những em thích màu mè hả? Hai rệt luôn hả? Anh Chính nói là hai rệt mà xương rồng là người người lai tạo đúng không? Đúng rồi, thiên nhiên mới có vậy. Thiên nhiên thì nó chỉ màu xanh thôi, đâm ra là bây giờ những giống lai tạo rất là nhiều luôn anh hả? Rồi nó đẹp quá à. Không biết sao mà nhất mê cái màu. Còn cái này là cái này nó chỉ có một cái loại bông nó rất là giống của nó, nhưng mà nó màu tím khoai môn, còn cái loại này nó khác hơn chút mà nó màu hồng tím. Em chờ em chút, tắt xong rồi. Đó, thấy nó đổi màu hồng không? Thì nó phải phơi nắng. Nó không có giống cái có một cái loại nó màu tím khoai môn, mấy người tưởng nó giống nhưng mà nó không có giống đâu, nó khác. Đâu, em còn một cái nữa. Cầu riêng của em nằm đây. Nó lên màu rồi. Thôi, trả anh nha. Đây là cái cây này nó cũng giống như xương rồng nhưng mà không biết kêu bằng gì đâu. Ui. Nó có hình giống ngôi ngôi sao ha, cái bông đẹp. Thì cái này nó cũng bình thường thôi, nếu mà cái cây giống vậy thì không có chuyện gì nói hết. Nhưng mà bên này nó có cái này là cái nhánh thân ra nè, nếu mà ra cây bình thường ở trên thì nó vậy đó, rồi nó ra giống vậy gọi là bình thường đó, nó ra giống vậy gọi là bình thường. Nhưng mà mé bên này để mình quay qua
thì mình trồng đây, hồi đó nó ra có một cái thân đột biến. Đây, cái thân đột biến là thân này, nhìn kỹ đây thấy cái thân này nó bự không đó, ở đây nó ra thân bự nè, bản bự nè, gọi là đột biến. Thì cái thân đột biến này đó, kỳ đó mình mới cắt, đây là một cái cây nha, mình cắt cái nhánh bên đây mình cắt ra mình đem đi mình trồng chỗ khác đó, thấy thân đột biến không, thì mình mới cắt ra mình đem ra mình trồng chỗ khác, thì mình trồng qua méo bên này, đây là cái một cái cái loại khác mình trồng tùm lum vô trong đây. Thì ở đây á, cái thân đột biến mà mình cắt hồi nãy bên kia nè, đây ngay đây nè, cắt ngay đây nè, thì mình đem lên mình trồng đây thì nó ra cái thân đột biến ở đây, không khó thấy ha, để mình quay qua hướng này cho thấy dễ. Đây đó, thì cái thân này ngay đây nó đột biến nè, nó nguyên tảng luôn. Đúng ra đó là mình không có đụng nó nữa, mình định trồng đây là rồi, xong rồi. Trong này có nhiều giống lắm, giống này nè, giống thường nè, giống đột biến nè, còn cái cây này bên này là giống khác nữa, loại khác nữa. Hồi đó mình định dồn vô cho mấy loại vô một chậu, lúc nó nở bông khác nhau nhìn cho nó đẹp. Đó. Mình định làm như vậy, nhưng mà bây giờ đó là mình chiếu cho đây coi, thấy cái thân đột biến này đó, tội nghiệp quá, nó nằm, nó mọc ra, nó nằm ở trong cái chậu của mình, chậu thủy tinh đó. Nó nằm dính trong cái chậu thủy tinh, nếu mà mình không có lấy nó ra để thời gian mình tưới nước vô, chắc cái này nó sẽ úng, hay là chắc mình lấy nó ra, lấy cái thân đột biến ra, tại thiệt sự nó cũng hơi hiếm, hiếm với mình, nhưng mà người khác mình không có biết. Mình ở đây mình đầu tiên có một nhánh thôi, rồi mình cắt ra đó thì giờ nó mới được này. Đó là đột biến bên này nè, bản bự nè, còn bình thường nó ra giống vậy nè, một em một chọt chọt lên vậy đó, nó không có bản bự. Cái cây này thì nó được, nói chung là trồng nó cũng không có gì đẹp, đẹp là nhờ cái này, cái bông đó y như ngôi sao. Thì cái bên này nè, thấy không, cái cây này nè, đó nó ra không phải là đột biến hết đâu, cái này cũng thường thấy không, cái này thường, ở đây nè nó ra lại bản đột biến nè, trên cái thân đột biến này nè, thấy không, đó nó ra lại cái bản đột biến nè. Đó, thì cái bản đột biến đó nếu mà muốn sau này mình cắt ra thì nó sẽ ra thêm một cây khác nữa, nhưng mà nói thì nói chứ làm rễ khó lắm. Cái cây này nó dễ úng lắm, nếu mà trồng mà giống sen đá bình thường là bảo đảm là sẽ úng luôn. Mình cắt ra xong là mình phải để giống hồi nãy mấy cây kia đó, mà cái cây này nó ác lắm, là cái vết thương của nó đó là phải khô thiệt khô. Mình để đúng 2 tuần mình trồng không sao, nhiều khi mình để 1 tuần mình trồng nó xuống nó vẫn úng luôn. cái thân cây này nào nó khó làm rễ lắm, chứ không phải giống như mấy cái sen đá dễ của mình đâu. Lớ quá là úng liền á, là chết luôn á, chứ không có dễ đâu. Hôm bữa mình cắt đây nè, một cái nè, hai cái, ba cái, nhưng mà sống có 4 cái chứ mà sống có hai cái, hai cái úng luôn. Còn cái nằm đâu không biết, ở đây nằm cái nè. Rồi thôi giờ mà đi trồng thì trồng đi. Em muốn lòi này ra nè, thằng này đột biến nè. Bây giờ mình lấy cái này là mình... cái ghế mình làm, một cái chân ghế và một cái dĩa để bắt sóng coi tivi á, rồi mình gắn mình làm cực kỳ luôn, thấy đây chưa đi. Để thằng này ra trồng rồi đẩy đi, để cho lớn đi, không lấy lớn từ từ rồi, rồi rồi không có gì sao đó, nó còn mọc xuống, mọc xuống, mọc xuống được nữa. Này chín cây đẹp quá ha, nó lên màu. Rồi đây là một cái loại khác nữa. Cái loại này, cái màu này nè, đó giờ mình trồng nó cứ vậy hoài à, không biết tại sao có con cây này nó vậy thôi. Đó, cái kỳ nó mới ra nó cũng xanh nha.
Đây phải không? Cái con đó phải không? Ừ, xanh á, nhưng mà đầu đó nó chấm đỏ. Đó, nó mới ra nó cũng xanh. Ánh sáng là vô là nó đỏ à? À. Nó cần ánh sáng nha anh. Cái cây này là giống khác nữa. Anh không có ánh sáng nó không. Mình có... trồng chưa bao giờ thấy bông của nó. Chờ đi thấy bông. Đây nè, chuẩn bị nhớ ra không biết là cây con hay bông gì đây. Để mùa coi này coi. Mùa bông của những cái cây này. Ừ. Em đang đợi quay bông nha. Tại vì em muốn biết cái bông. Thì nói chung là ai đông nhiều thứ lắm, mình collect mà đâu. Đó bây giờ để vậy là thấy là cái khác biệt. Cái hai màu. Star đẹp quá ba ha. Bữa giờ nó nở nhiều bông lắm á, mà tại vì mình không có ngắm. Không có ngắm nó buộc, không có thời gian ngắm. Trời nhìn đã quá. Trời bông. Để em đổ nước. Thằng này là loại khác nữa nha. À, bây giờ nói gì không khó quá, chắc phải quay. Đợi có bông mình mới quay được. Ừ. Mình cũng chưa thấy bông nó bao giờ. Thằng này trồng á là nó không có mạnh nó eo. Anh chờ chờ chờ, con nó ra. Đây là trái tim. Thôi quay bông đi, mình quay cái này. Bông nè. Lá nè, đẹp không? Em định vô. Thấy bông không? Em định vô, em có 5 loại trái tim bỏ vô chung. Bông của nó nhỏ xíu xíu. Sợ nắng nha, nắng nó cháy. Ánh sáng sợ. Ok, đừng đụng nó gãy bây giờ. Nó nối nha. Cậy nó. Rồi xong. Đó. Thấy bông không? Rồi. Anh có thấy bông không? Cái tên của nó đây nè. Trend of hot. Đó. Đẹp ha. Đâu cái bông nó ngộ. Nhiều khi mình mệt quá mình chả muốn trồng nó. Nhưng mà giờ rồi đây là cái mà giống như cắt hồi nãy đó mà mình cắt đợt trước á là bao lâu rồi ta? Cái này trên 2 tuần. 2 tuần, 2 tuần trước á. Chắc 3 tuần gì rồi. Là bà xã mình cắm vô nè. Anh nghĩ rồi đấy không? Cũng có thể có thể không. Tùy cây nữa chứ không phải là nhất thiết là cây nào cũng có. Chắc nè. Nhẹ nhẹ. Mất công động rễ nó nếu mà có. Để... đó ra rễ kìa. Từ từ. Sí. Khoan từ từ nha. Để quay lại gần mới thấy mượn. Em nghĩ có cộng chắc hơn cái này mới đúng. Đó thấy không? Thấy lú rễ không? Anh nhớ cái đợt mà cắt mà phơi nắng không? Nói chung đó, cái thân ở dưới á là nó sẽ ra rễ giống vậy đó, bởi vì mình cắt á mình phải để cho thiệt khô, nếu mà nó ướt á để xuống dưới á là nó hút nước vô là nó thúi á. Nếu mà thường thường thiệt sự mà chắc cú cứ để một tuần để trong mát giống như là bảo đảm luôn. Đừng có đè nha. Để xuống xong mà lắp từ từ. Đè là nó gãy rễ liền, mới có rễ mới mọc. Thường là mình đổ đất lắp đó. Thôi chứ không rồi đó lắp lên. Thường nó nghiêng quá thì lấy đá. Rồi lấy đá. Giờ lấy đá chặn nó. Chứ là đè nó là nó. Bây giờ đè là gãy liền. Rất cái bùm xuống liền. Nó gãy cái rễ chứ dưới mới ra đó. Chứ không phải là mình sợ gãy cây mà sợ gãy rễ. Tại vì mình dở lên cho mọi người coi. Rồi được rồi. Không dở nó làm như là yếu cây rồi đó. Ý em nói là dở cho mọi người coi, hiểu không? Ừ. Cái này có rễ luôn. Ở trong này cũng có bản đột biến đang cắm cho ra rễ luôn. Anh cái này cắt ra nè. Chắc luôn rồi. Chắc là có rễ rồi. Thôi đừng giật, biết rồi. Này là tưới nước. Ý này là mọi người hiểu không? Là có rễ rồi đó. Chỉ cần tưới nước thôi. Nè mấy em này để đầy nè, phải đi nhỏ đi trồng nè. Mấy em này phải đi trồng chắc luôn. Thân đột biến bên kia nữa kìa. Anh nghĩ này bao lâu rồi? Cái cây này nè. Stick này nè. Lâu ra rễ bực. Trời ơi, lâu khó ra rễ lắm, không dễ đâu. Mà không biết á, tưới nước vô sớm á. Nè. Nó còn cả tháng trời á, nếu mà không biết mà tưới nước vô sớm á là nó úng luôn. Theo em biết là 2 tháng luôn chứ đừng nói 1 tháng. Nói chung là lâu lắm. Rất là lâu, bữa giờ là trên 2 tháng rồi đó mà. Bởi cây này không phải là dễ làm cây con dễ làm rễ đâu, cái nhánh cắm xuống để cho ra rễ. Quá trời tưới nước luôn. Thì tưới đi. Nó không có nắng ha, nó đi kiếm nắng nghe tùm lum. Đây. Đột biến đấy. Em đi trồng đó thôi. Rồi. Đem đi tưới nước nữa. Nói chung là trồng cái này là kinh nghiệm mỗi người khác nhau, mình không biết. Mình coi trên mạng á, mình thấy người ta chỉ á,
tùm lum, mình làm theo mình cách mình làm thử theo cái anh ta đó là đa số là úng hết. Thí dụ cái đất này là đất thiệt là khô, không có ẩm gì đó, rồi mình cắm cái cây này vô, mình cứ để ra vậy đó 3 tuần tháng vậy là nó ra rễ sống chắc luôn, không sao hết, chỉ là để trong mát thôi. Nhưng mà trên mạng mình coi á thì người ta không làm vậy, người ta cắt xuống cái xong rồi nhiều người còn không để cho nó ráo ngoài, không cho nó liền cái thân cắt nữa, rồi cắm xuống đất ẩm ẩm ướt gì đó đúng không, thì á là người ta vẫn sống đó, người ta làm mình không biết, mà mình làm á là 10 cây là úng hết 8-9 cây rồi, mình không có chơi kiểu đó. Mình làm kiểu này có thể cái kia nó mạnh mạnh hơn, nó ra lẹ hơn hay là làm sao, người ta có cái gì mình không biết, mà mình làm kiểu mình làm biết sống chắc. Sau khi mà ra rễ giống vậy nè, cũng chưa tưới nước được nha, chưa tưới là chết, để thêm 2-3 tuần nữa cho rễ nhiều quá mới tưới, mà nếu không phải tưới ấy đâu, chỉ là làm cho đất nó ẩm thôi, mà tưới một cái là để cũng như 2 tuần nữa mới tưới, chứ không có là phải tưới rồi cứ quất quất nước vô là đi luôn á. Cái rễ non nó úng luôn, tưới nhũng là nó thúi hơn. Ừ. Mà rễ lớn á, mà mình đem đi chôn mà ra nắng đột ngột á nó sốc nó. Rồi đang trồng trong mát này nè, đem ra nắng tưới nước ướt rồi xong rồi đem ra nắng chờ để là xong luôn. Có nghĩa là thí dụ như mình trồng trong mát đây phải không? Cái xong bắt đầu mình dời ra chỗ nào có nắng khoảng chừng 1-2 tiếng. Cái xong rồi lâu lâu khoảng chừng vài tháng sau bắt đầu nó lớn nó già rồi đó, nó nhiều rễ rồi đó. Bắt đầu mình mới để cho nó ra chỗ nắng mà có nhiều tiếng được. Nhưng mà nếu mà muốn trồng lớn á thì đừng nên đưa ra nắng nhiều tiếng, nó sẽ lâu lớn đó. Trồng cho đến nó lớn cái size nào mình muốn rồi á, rồi bắt đầu mình mới đưa nó ra. Đó. Đây cũng là những cái cây dưỡng ươm rễ. Cây này cũng vậy nè, có rễ leo que nè. Có vài cọng giống như nãy, ít hơn nữa đó. Thành ra mình phải chờ nó. Và mấy cây này hôm bữa mình cắt nè, sen hàng á, là cũng phải chờ nó, nhìn thấy lá héo queo thấy gì kêu không, nhưng mà không sao, nó héo nó không có chết, đừng có sốt ruột, sốt ruột lo lắng thương yêu quá tưới nước vô đi luôn, chầu diêm vương chết liền luôn. Cái nó làm rễ cũng lâu quá. Ừ, cái giống này làm rễ cũng lâu, biết kỳ trước để nó lớn chút nữa. Bởi vậy em nói anh đó. Nhưng mà tại tôi muốn cái cây lớn nó đẹp, khỏe. Nè, sen Hàn Quốc có rễ nè. Nói. Này là album này nhỏ có rễ hết rồi. Sen này sen gì đây? Người ta nói sen Hàn. Nó rễ nè. Có nghĩa là người ta nói sen Hàn thì mình mua theo giá sen Hàn, thí dụ vậy không? Rồi đem về trồng là hàng hay không hàng thì hai hộ phân giải. Là ebony màu black đây, bên này ebony màu đỏ với màu vàng, lá vàng thân đỏ, còn này thân đen, còn này là rainbow hả? Rainbow 7 màu hả? Ừ. Còn thằng dưới bên kia. Bên nào? Này hả? Ừ. No no. Chứ như giữa đó. Cái này hả? Ừ. Giống nhau. Giống nhau hả? Cái con với cái nó lớn chút nó đỏ màu. Ồ. Ừ. Đột biến là đẹp không anh? Cực đẹp. Đầu lá đột biến nào đưa vô coi. Xí, mập chưa? Ngón tay của em. Thấy không? Mập ha. Cái loại này lá tím, uống nu, thấy thân đột biến rõ này không? Đừng có quơ. Rồi. Đó. Bây giờ đang chờ chị lớn thôi. Chị này đẹp lắm. Chị này là bắp bồ màu tím. Màu. Này sen gì đây? Sen Hàn, người ta có nói tên, xin lỗi mình không nhớ. Nó mới có vài cọng rễ leo que phải không? Có rễ cũng chắc cũng ok. Lá này nó thể hồng đỏ chót. Đâu đưa ngón tay vô coi. Ui, nó cũng dài dữ ha. Nghiêng lên. U nù ha. Ừ, có cọng rễ đó. Này cực kỳ đẹp ha. Ừ. Này đều chưa cho ra nắng, chưa lên màu. Dưỡng đi lên gì ham là không biết, người ta nói trồng sen Hàn phải để mùa lạnh lên màu. Rồi, bye bye. Đây, sen này em cho đóng. Cái này mà mình mua nó chắc là thấy nhỏ, nhìn nó chán.
mà nó đẹp. Rồi bye bye. Bye bye mọi người đã có clip của mình nha. Mình chỉ là bạn lúc nào quay lúc đó nên mọi người đừng... Sorry mọi người, không có quay đúng cái clip được.